Tại sao mình lại đo hoạt tụ enzyme mà không phải là đo nồng độ enzyme nhỉ? Bạn Cảnh Tùng ở đấy đúng không ạ? Các bạn có Dạ nghe mình nói không? Tại sao lại không đo nồng độ enzyme mà lại đo hoạt độ enzyme? Dạ em ra cô. Trước khi trả lời thì Tùng cho cô biết hôm nay mình sẽ đo hoạt độ bao nhiêu enzyme. Dạ à hai ạ À, hai hai enzyme nào? AST và ALT ạ. Đúng không? Thế tại sao chúng ta lại đo hoạt độ enzyme mà không phải đo nồng độ hai cái chất này? Vì Vai trò là của enzyme là gì? xúc tác các phản ứng chuyển hóa. Đúng rồi. Vậy thì nồng độ của enzyme sẽ như thế nào trong cơ thể? Sẽ luôn tồn tại cơ thể. Đúng rồi. Vì nó chỉ tham gia các cái phản ứng xúc tác nên lượng enzyme tồn tại trong huyết tương rất là nhỏ. Vì vậy chúng ta không thể xác định bằng những cách thông thường được và chúng ta phải đo hoạt độ enzyme. Và cái việc mà đo trực tiếp lượng mà enzyme tồn tại trong huyết tương thì rất là khó. Chúng ta sẽ thông qua cái việc mà enzyme xúc tác các cái phản ứng trong cơ thể thì chúng ta sẽ đo khả năng xúc tác của chúng, tức là đo hoạt độ enzyme. Trước hết thì mình sẽ nhắc lại định nghĩa về đo hoạt độ enzyme. Các bạn có thể nhìn thấy trên slide định nghĩa nó rất là rõ ràng. Hoạt tính xúc tác của enzyme được biểu thị bằng đơn vị động học. Đơn vị quốc tế là đơn vị quốc tế được sử dụng hay sử dụng nhất là ujilit, là lượng enzyme làm biến đổi một micromol cơ chất thành sản phẩm trong một phút ở 25 độ C với các điều kiện được đã được chuẩn hóa. Hoạt tính xúc tác của enzyme trong mẫu thử thì sẽ được thể hiện bằng một số đơn vị như là ujilit hay là micro ujilit. Cái này thì thường trên lâm sàng thì chúng ta sẽ sử dụng chủ yếu là ujilit thôi. Ngoài ra thì còn có một đơn vị khác là đơn vị captan, tuy nhiên thì đơn vị này rất là hiếm khi sử dụng, thì chúng ta cũng chỉ xem qua thôi, chúng ta sẽ không sử dụng trong bài ngày hôm nay nhé. Thì đây cũng là một cách để quy đổi giữa hai cái đơn vị này đó. Thì bài hôm nay của chúng ta là đo hoạt độ enzyme, thì mình cũng muốn nhắc lại các bạn một chút về cái định nghĩa này, sau đó là phương pháp đo, phương pháp và nguyên lý đo. Những cái bài trước thì chúng ta thường sử dụng phương pháp đo là gì vậy? Người một bảng pháp toàn huyền vi tổ 23. Dạ vâng ạ. Ba bài thực tập vừa rồi em đã được học thì em thường sử dụng phương pháp đo là gì nhỉ? Em thưa cô là dùng máy đo quang phổ. Đúng rồi, chính xác. Ba bài thực tập trước mình đã học thì chúng ta sử dụng phương pháp đo quang phổ. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ đến với một phương pháp khác, đó là phương pháp đo hoạt độ enzyme. Thì phương pháp đo hoạt độ enzyme sẽ dựa trên hai nguyên tắc. Thứ nhất là xác định sự biến thiên của các chất theo thời gian. Xác định sự biến thiên của các chất theo thời gian là như thế nào? Thứ nhất thì mình sẽ xác định lượng cơ chất mất đi, hoặc là xác định lượng sản phẩm tạo thành, hay là thay lượng cái sự thay đổi của các nồng độ coenzyme tương ứng trong các cái phản ứng của chúng ta. Thì thứ hai đó là phương pháp đo hoạt độ enzyme, thì chúng ta sẽ sử dụng hai cách đo. Thứ nhất là đo liên tục, đo động học enzyme. Đo liên tục thì chúng ta sẽ đo tại nhiều điểm khác nhau trong cái quá trình phản ứng. Và cái thứ hai là đo gián đoạn, là đo hai điểm, là điểm đầu và điểm cuối. Bài hôm nay của chúng ta thì chủ yếu sẽ thực hiện trên phương pháp đo liên tục và đo động học enzyme. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy trên đường biểu đồ có rất là nhiều điểm. Thì cứ mỗi trên một điểm thì chúng ta sẽ tiến hành đo. Sau khi đo thì máy sẽ xây dựng được một cái đường tuyến tính và sẽ xác định được nồng độ enzyme. Đây. Các bạn có thể nhìn thấy nguyên lý của chúng ta thì sẽ dựa trên lượng cơ chất mất đi này, sản phẩm tạo thành hay là sự thay đổi của enzyme tương ứng. Thì trong lâm sàng người ta hay dùng nhất là
thông qua các cái sự thay đổi của các nồng độ coenzyme trong phản ứng. Và tiêu biểu nhất ở đây là NADH và NAD+. Hai cái coenzyme này thì được đo hấp thụ có một độ quang hấp thụ cao nhất ở mức sóng 340 nanomet tương ứng với của NADH và 260 nanomet là của coenzyme NAD+. Thì hai cái coenzyme này thì thường rất là hay sử dụng trong việc đo hoạt động các enzyme trên lâm sàng. Các em có thể nhìn thấy ở đây có một cái đường màu đỏ này, đây là đường ban đầu và có thể là đường màu xanh là đường phía sau. Thì thông qua sự chênh lệch giữa hai cái lần đo này, người ta sẽ tính được ở mỗi cái điểm trên cái đồ thị này. Và cứ như thế thì chúng ta sẽ đo rất là nhiều lần. Trong bài hôm nay thì chúng ta sẽ đo trong vòng 3 phút và máy sẽ đưa cho chúng ta một cái đường đồ thị và đưa ra kết quả tương ứng. Thì hai cái phần đầu tiên của chúng ta là đo hoạt độ enzyme AST và ALT thì nó sẽ là tương tự nhau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có ba mục tiêu. Đầu tiên là trình bày được nguồn gốc, vai trò các cái enzyme này trong cơ thể, nguyên tắc đo các enzyme AST và ALT trong huyết thanh. Thứ hai là chúng ta sẽ tiến tập xem các cái thí nghiệm mà các thầy cô đã quay trước đấy để xem là các bước tiến hành như thế nào. Và cuối cùng là nhận xét và các cái kết quả hoạt động enzyme liên hệ với lâm sàng như thế nào. Hai cái phần này giống nhau thì mình cũng sẽ show cho các bạn xem mục tiêu của đo hoạt độ ALT huyết thanh luôn. Thì mục tiêu cũng tương tự như là cái đo hoạt độ enzyme AST huyết thanh. Đầu tiên cũng là trình bày được nguồn gốc này, vai trò của ALT, nguyên tắc đo, kiến tập xem thí nghiệm, và cuối cùng là nhận xét kết quả. Đầu tiên chúng ta quay lại tới nguyên tắc đo hoạt độ AST. AST thì nó là một cái xét nghiệm rất là thường gặp trên lâm sàng. Mình sẽ hỏi bài các bạn một chút nhé. Đoàn Thị Trang vào lớp chưa? Ngô Gia Huy à? Ngô Gia Huy vào lớp rồi thì trả lời luôn nhé. Hai enzyme AST và ALT thì thường được đánh giá liên quan đến các cái bệnh lý hoặc cơ quan nào trong cơ thể? Mời bạn Ngô Gia Huy tổ 25 ạ. Em thưa cô ạ. Cô nghe được không ạ? Nghe rồi đấy. Bạn Giang Huy đã kịp theo dõi bài chưa vậy? Em nghĩ là nó liên quan đến dạ, em đang bắt đầu đi chép lại ạ. Ok. Thế thì theo em AST và ALT thì thường là hai cái xét nghiệm liên quan đến bệnh lý nào trong cơ thể thường gặp nhất? Em nghĩ là gan ạ. Đúng rồi, đó chính là gan. Bình thường thì người ta hay gọi trên với cái tên thông thường mà các bạn hay thường nghe đó là men gan. Thì men gan ở đây tức là men, ý của cái từ men ở đây tức là enzyme tham gia xúc tác của phản ứng. Thì men gan ở đây thì có rất là nhiều, gồm rất là nhiều loại enzyme khác nhau, có thể là AST, ALT, CGT. Nhưng mà bài hôm nay của chúng ta thì chỉ liên quan đến hai enzyme chính là AST và ALT thôi. Đây là hai enzyme rất là thường gặp. Nên là các bạn để ý một chút thì sau này mình gặp mình sẽ không bỡ ngỡ. Về nguyên tắc đo hoạt độ AST hay còn gọi là GLT huyết thanh thì đầu tiên là alpha-cetoglutarate thì sẽ phản ứng với lại aspartate với tác dụng của enzyme AST này. Thì AST là một enzyme chuyển nhóm amin, transaminase thì sẽ chuyển gốc amin từ aspartate sang cetoglutarate thì sẽ tạo ra sản phẩm là glutamate và oxaloacetate. Oxaloacetate này sẽ tiếp tục phản ứng với lại coenzyme NAD cộng H cộng với tác dụng của enzyme malat để hydrogenase tức là MNH này thì sẽ sản sinh ra
sẽ tạo thành MATLAB và giải phóng coenzyme NAD cộng. Thì chúng ta sẽ dựa vào cái sự thay đổi mật độ quang tại ở cái bước sóng 340 nanomet thì sẽ đo tỷ lệ thuận với lại mật độ của enzyme AST. Các bạn có thể nhìn thấy là NADH lúc ban đầu tham gia bằng vào phía bên trái của phương trình phản ứng, do đó là cái sự giảm của NAD cộng NADH thì sẽ làm giảm mật độ quang tương ứng và tương với lại hoạt độ enzyme sẽ tạo ra cái lượng sản phẩm tương ứng. Nhưng mà tại sao ở đây chúng ta có hai enzyme mà chúng ta vẫn chỉ đo được một hoạt động enzyme là AST, thì bạn nào có thể giải thích giúp mình được không ạ? Bạn Đoàn Thị Trang vẫn chưa vào ạ? Mời bạn Bùi Thị Hồng Ánh nhé. Dạ em đây ạ. Về nguyên tắc phản ứng, nguyên tắc phản ứng của chúng ta gồm có hai enzyme là AST và MALAT để dehydrogenase. Nhưng mà tại sao chúng ta lại chỉ đo hoạt động được một enzyme? Anh có hiểu câu hỏi không ạ? Dạ em hiểu câu hỏi ạ, nhưng mà em đang chưa biết trả lời như thế nào ạ. Mục tiêu trong cái phương pháp đo này của chúng ta là enzyme nào? Em yêu cô là mục tiêu là enzyme AST ạ. Thì, ngày xưa mình học hóa lớp 12 hay là học hóa cấp 3 ấy, thì khi mà tính một sản phẩm, lượng sản phẩm của một chất thì chúng ta sẽ tính theo sản phẩm sinh ra vừa đủ đúng không? Vậy nếu mà muốn tính được AST thì chúng ta sẽ làm gì với lượng enzyme còn lại? Theo bạn? Mời một bạn khác, bạn Nguyễn Thị Hồng Ngọc tổ 25 giúp đỡ bạn Ánh Hồ Hai Man. Bạn Nguyễn Thị Hồng Ngọc tổ 25 ạ. Vậy mời bạn Lê Tạch Thảo ạ. Dạ, anh ạ. Bạn có thể trả lời giúp mình câu hỏi này không? Em đưa cô là làm cách nào để chúng ta đo được AST trong khi có MALAT dehydrogenase kèm theo cũng xúc tác cho phản ứng. Cái MDH đấy thì to dựa vào đo độ giảm của NADH ạ. Vậy là nãy giờ bạn Thảo hình như không nghe theo dõi bài giảng rồi. Thứ nhất, chúng ta có đo được AST thông qua sự giảm mật độ quang của NADH. Cái nguyên tắc đo này cũng hai phản ứng không? Phản ứng đầu tiên là do xúc tác của AST thì chúng ta sẽ tạo ra oxaloacetat. Sau đó sử dụng oxaloacetat phản ứng với NADH để tạo ra NAD cộng, thì chúng ta sẽ thấy là có sự giảm mật độ quang của NADH. Thì tương ứng với lại sự giảm mật độ quang này sẽ là tỷ lệ thuận với hoạt độ enzyme AST. Ý mình hỏi ở đây là có hai enzyme thì làm sao mà chúng ta có thể xác định được là cái sự giảm mật độ quang của NADH là của AST mà không phải là của MDH. Bạn hiểu ý câu hỏi của mình không ạ? Em hiểu ạ. Mình cũng có gợi ý là khi mà các bạn học khóa ở chương trình cấp 3 thì nếu mà có hai chất cùng tham gia phản ứng thì chúng ta sẽ thường sẽ tính theo chất nào. Theo một bài toán khóa cấp 3 rất là hay gặp.
có bạn nào giúp bạn Thạch Thảo được không ạ? Mình cũng giải thích luôn nhé, chiều nay mình cũng hơi bận. Thứ nhất là khi mà có hai chất cùng tham gia một phản ứng thì chúng ta sẽ thường ưu tiên cho cái chất nào mà tham gia phản ứng vừa đủ và tính theo cái số lượng cái chất tham gia phản ứng vừa đủ đấy. Thì trong trường hợp này chúng ta, mục đích của chúng ta là đo AST thì MDH có tham gia nhưng muốn loại trừ đi MDH thì chúng ta sẽ cho một lượng dư MDH vào. Thì khi mà cho lượng dư MDH vào thì chúng ta sẽ tính được cái sự giảm mật độ quang của NADH là do AST gây ra không phản ứng. Bạn hiểu ý mình không ạ? Mời bạn Nguyễn Thị Cẩm Tú ạ. Em đây ạ. Bạn có hiểu câu vừa rồi không? Em không. À, bạn có theo dõi bài giảng này nữa không ạ? Có. Thế thì nhờ đọc thêm nhé, và các bạn chú ý hơn nhé. Không muốn làm mất nhiều thời gian các bạn nữa, thì chiều nay mình khá là bận. Nên là chúng ta sẽ đi nhanh thôi. Chúng ta sẽ đi vào các bước tiến hành đo nhé. Để đo hoạt độ AST trong huyết thanh thì chúng ta sẽ cần một microlit thuốc thử, 1 ml thuốc thử và 100 microlit huyết thanh. Chúng ta sẽ lắc kỹ và ủ 37 độ. Tại sao lại 37 độ ạ? Mời bạn nào. Vũ Thị Hương Trà, tổ 25. Em nghĩ là 37 độ là nhiệt độ bình thường ở trong cơ thể. Thế ví dụ như đo tầm quanh quanh dao động khoảng 37 độ được không? Nếu mà nhiệt độ thấp hơn thì nó sẽ làm giảm hoạt độ của enzyme, còn nếu mà nhiệt độ cao hơn thì nó sẽ làm tăng hoạt độ của enzyme. Bạn nói tôi đúng rồi đấy. Thứ nhất là enzyme của chúng ta sẽ hoạt động trong điều kiện pH và nhiệt độ thích hợp. Vì vậy là khi mà chúng ta tiến hành thí nghiệm thì chúng ta tạo một cái điều kiện tối ưu nhất, giống cực kỳ nhất, thì enzyme của chúng ta sẽ được định lượng chính xác nhất và hoạt độ chính xác nhất. Vì vậy là điều kiện ủ của chúng ta sẽ là 37 độ C và máy sẽ ủ nhé. Trước vậy là mình sẽ ủ ở phía ngoài và máy sẽ ủ trong vòng 90 giây. Sau đó là máy sẽ đo mật độ quang liên tục ở bước sóng 310 nanomet trong vòng 3 phút và cũng đo ở nhiệt độ là 37 độ C. Sau khi đo thì sẽ sẽ cho ra các cái thông số là độ mật độ quang, tức là delta A đấy là sự giảm mật độ quang của NADH ở sóng 340 nanomet. Thì chúng ta sẽ được công thức là hoạt độ ALT thì sẽ bằng delta A chia 3 và nhân với hệ số F. Hệ số F này thì được liên quan đến máy móc, thì chúng ta là 1746. Tí nữa chúng ta theo dõi thí nghiệm của các thầy cô đã quay sẵn rồi, chúng ta sẽ hiểu hơn về các bước thực hành thí nghiệm này. Và trước khi xem video thì mình sẽ giảm luôn cho các bạn cái phần nguyên tắc của đo hoạt độ ALT huyết thanh, vì hai cái phần này nó cũng tương tự nhau ấy, không có gì khác biệt lắm. Tương tự với cả AST thì chúng ta sẽ sử dụng alpha-cetoglutarate phản ứng với alanin, rồi xúc tác của ALT thì sẽ tạo thành glutamate và pyruvate. Pyruvate thì sẽ tham gia phản ứng thứ hai, đó là tác dụng với NADH, với tác dụng enzyme lactate dehydrogenase thì sẽ tạo ra lactate và NAD+. Và phản ứng này cũng tương tự như là của AST, thì hoạt độ enzyme ALT sẽ tỷ lệ thuận với đại sự giảm mật độ quang của NADH ở bước sóng 340 nanomet theo thời gian. Cái này không khác gì phần trước cả. Tiến hành thì cũng tương tự, chúng ta sẽ cho 1 ml thuốc thử và 100 microlit huyết thanh, lắc kỹ ở 37 độ trong vòng 90 giây, sau đó tiến hành đo mật độ quang liên tục ở bước sóng 340 nanomet trong vòng 3 phút
và kết quả tính cũng sẽ tương tự như là của AST. Thì phần này thì có bạn nào hỏi gì không ạ? Mình sẽ cho các bạn xem video nhé, xem cả hai video luôn. Sau đó là cuối giờ giảng thì chúng ta sẽ có một phần tổng kết. Liên hệ với lâm sàng thì các bạn có câu hỏi gì thắc mắc gì thì chúng ta sẽ giải đáp vào cuối giờ nhé. Các bạn theo dõi video xem các cái bước tiến hành và thầy sẽ giải thích trong video nhé. Bây giờ là video về các bước tiến hành thí nghiệm cho hoạt độ ALT và AST. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về thí nghiệm đo độ enzyme ALT trong huyết thanh, hay còn gọi là GPT. Trước khi vào thí nghiệm, tôi sẽ giới thiệu các bạn những dụng cụ và hóa chất cần thiết cho thí này. Thứ nhất là cốc thử đã được pha sẵn theo hướng dẫn của nhà sản xuất, quả bao cao su và pipette thủy tinh để lấy cốc thử, huyết thanh, micropipette và đầu côn để lấy mẫu huyết thanh. Và cuối cùng không thể thiếu đó là máy đo quang phổ. Trước khi tiến hành thí nghiệm, tôi muốn giới thiệu cho các bạn các thông số đã được cài đặt sẵn trên máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phương pháp đo là đo động học, bức sóng đo ở 340 nanomet, thời gian ủ là 90 giây, thời gian đo là 180 giây, đơn vị đo là U trên lít, nhiệt độ ủ và đo là 37 độ C, hệ số F các bạn lấy là 1746. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên các bạn dùng pipette thủy tinh để lấy nước thử. Các bạn hút một miếng thuốc thử. Tiếp đó, các bạn sẽ dùng micropipette lấy 100 microlit huyết thanh. Sau đó các bạn lắc đều và mang đi đo. Chúng ta cho vào máy hút và đo mẫu thử. Các bạn lưu ý là các thao tác chuẩn máy và chữ trắng đều đã được chúng tôi thực hiện trước đó. Sau 90 giây ủ và 180 giây đo trên máy ở 37 độ C, máy sẽ tự động vẽ đồ thị và tính toán ra kết quả cho các bạn như các bạn thấy trên hình.
thể thấy trên video đó là mật độ quang ở bước sóng 340 nanomet thì nó sẽ giảm dần. Nó sẽ đúng như là cái nguyên lý của chúng ta, đó là đo cái độ giảm, cái sự giảm hấp thụ mật độ hấp thụ quang thì sẽ tương ứng với lại tỷ lệ thuận với lại giao tốc enzyme của chúng ta nhé. Trước khi vào thí nghiệm, tôi giới thiệu các bạn những dụng cụ và hóa chất cần thiết cho thí nghiệm này. Thứ nhất là thuốc thử đã được pha sẵn theo hướng dẫn của nhà sản xuất, quả bao cao su và pipette thủy tinh để lấy thuốc thử, huyết thanh, micropipette và đầu côn để lấy mẫu huyết thanh, và cuối cùng không thể thiếu đó là máy đo quang phổ. Trước khi tiến hành thí nghiệm, tôi muốn giới thiệu cho các bạn các thông số đã được cài đặt sẵn trên máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Phương pháp đo là đo động học, bước sóng đo ở 340 nanomet, thời gian ủ là 90 giây, thời gian đo là 180 giây, đơn vị đo là U trên lít, nhiệt độ ủ và đo là 37 độ C, hệ số F các bạn lấy là 1746. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên các bạn dùng pipette thủy tinh để lấy thuốc thử. Các bạn hút 1 ml thuốc thử. Tiếp đó, các bạn sẽ dùng micropipette lấy 100 microlit huyết thanh. Sau đó các bạn lắc đều và mang đi đo. Chúng ta cho vào máy hút và đo mẫu thử. Các bạn lưu ý là các thao tác chuẩn máy và trừ trắng đều đã được chúng tôi thực hiện trước đó. Sau 90 giây ủ và 180 giây đo trên máy ở 37 độ C, máy sẽ tự động vẽ đồ thị và tính toán ra kết quả cho các bạn như các bạn thấy trên hình.
các bạn vừa xem. Các bạn vừa xem xong hai video về tiến hành thí nghiệm đo hoạt động AST và ALT. Các bạn gì thắc mắc thì mình ghi lại xong buổi cuối rồi chúng ta cùng trao đổi nhé. Chúng ta sẽ sang phần tiếp theo. Định lượng biên vi bịt và phần huyết thanh. Như phần này thì chúng ta cũng sẽ có 3 mục tiêu. Thứ nhất là trình bày được các quá trình thoái hóa hemoglobin trong cơ thể. Nguyên tắc định lượng bilirubin và phần huyết thanh. Cái thứ hai đó là mô tả được nhận định lượng bilirubin. Chúng ta sẽ xem video. Ba là nhận định được kết quả định lượng bilirubin và phần huyết thanh. Đầu tiên với cái mục tiêu đầu tiên của chúng ta đó là trình bày được quá trình thoái hóa hemoglobin trong cơ thể, thì mình sẽ mời bạn tổ trưởng tổ 25 nhắc lại cái quá trình này. Bạn có thể giải thích thông qua cái sơ đồ trên slide có sẵn này đấy ạ. Mời bạn tổ trưởng tổ 25 ạ. Bạn có nghe thấy gì không ạ? Dạ. Alo ạ. Có nghe thấy rồi, bạn có thể trình bày được cái quá trình thoái hóa hemoglobin không? Còn nhớ chút nào về cái phần này không? Trên bảng có một slide này, bạn có thể trình bày theo ý hiểu của bạn. Nếu thì mình sẽ bổ sung thêm sau. Tổ trưởng tổ 25 có trả lời được không ạ? À, em không ạ. Thế thì mời tổ trưởng tổ 23 giúp đỡ bạn ý đi ạ. À, vâng, em đi cô. Thì theo như những gì em còn nhớ lúc còn học thì bilirubin thì nó sẽ tạo thành không tan trong nước có áp lực cao với cả lipid cả albumin của huyết thanh. Do quá áp lực cao và lipid màng, nên là cái sự kết hợp của bilirubin với lipid màng nó sẽ gây hư hại cái chức năng màng tế bào đặc biệt của hệ thống thần kinh. Thì cái bilirubin này nó sẽ được vận chuyển vào trong máu và nó kết hợp với albumin của huyết thanh. Sau đó thì albumin sẽ vận chuyển bilirubin ở hai vị trí. Một vị trí thì nó sẽ được tách ra nhanh chóng khỏi albumin huyết thanh xảy ra ở gan, và một cái thì nó sẽ đi vào tế bào gan. Thì trong tế bào gan này thì bilirubin nó sẽ kết hợp với acid glucuronic tạo thành bilirubin liên hợp. Thì cái chất cho glucuronat thì nó sẽ là UDP. Glucuronat thì nó chính là cái enzyme xúc tác cho phản ứng glucuronin transferase. Thì bilirubin liên hợp nó sẽ được bài tiết vào đường dẫn mật về túi mật, và nó chính là thành phần chính của sắc tố mật ạ. Tổ trưởng tổ 23 rất là xuất sắc rồi. Bạn trình bày gần hết có cái quá trình thoái hóa hemoglobin rồi. Tuy nhiên là mình muốn bổ sung thêm cho bạn một chút, tức là mình muốn thoái hóa hemoglobin thì chúng ta phải từ đầu nguồn gốc, từ đầu bắt đầu một cái gì đấy từ đầu, sau đó là có qua một cái quá trình thì sẽ có kết quả cuối cùng đúng không? Thì đầu tiên thì hemoglobin sẽ được thủy phân thành hai phần, thứ nhất là nhân hem, thứ hai là globin. Globin thì sẽ quay lại trở lại để tổng hợp acid amin, và nhân hem sẽ được thoái hóa ở các cơ quan như là lách, thì sau đó sẽ chuyển thành bilirubin và sau đó là bị khử thành bilirubin. Thì bilirubin này thì sẽ ở dạng người ta gọi là dạng tự do. Cái này mình sẽ giải thích ở phần sau. Tại sao cái này như cái phần bạn Minh Anh vừa giải thích ấy, nó lại có ái lực rất là cao, với lại cái màng tế bào thì nó ái lực cao chủ yếu là với các cái thành phần lipid. Vì vậy là có thể khi mà cái nồng độ bilirubin rất là cao trong máu thì có thể gây nên cái tình trạng là vàng da ở trẻ sơ sinh, và đặc biệt là khi mà nó có áp lực cao vào các tế bào thần kinh thì có thể
gây ra cái tình trạng là vàng nhân não thì có ảnh hưởng đến các tế bào thần kinh này và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Vì vậy là cái việc mà vàng da sơ sinh cũng là rất là nguy hiểm. Tuy nhiên thì bilirubin tự do thì nó sẽ có hai dạng đồng phân, đó là trit và trang. Thì khi mà dưới tác dụng ánh sáng thì dạng trit dạng trang thì sẽ vận được chuyển thành dạng trit, thì nó sẽ dễ tan hơn, và nó sẽ đây là một cái cách mà để điều trị ở những bệnh nhân, ở những trẻ em vàng da sơ sinh thì người ta sẽ sử dụng đèn để chiếu để chuyển hai dạng đồng phân này và sẽ điều trị ở những cái bệnh nhân vàng da sơ sinh. Tiếp theo là vì có ái lực với lại các cái màng tế bào và các cái tế bào thần kinh như vậy, thì bilirubin tự do này sẽ được gắn với albumin, và albumin sẽ vận chuyển bilirubin đến gan, và đến gan thì sẽ bilirubin sẽ tác dụng với kết hợp với acid glucuronic như bạn Minh Anh vừa nói để tạo thành bilirubin liên hợp, sau đó là sẽ được bài xuất vào túi mật, và trong cái quá trình bài xuất ở túi mật này thì nó sẽ hấp thụ liên quan đến cái quá trình tiêu hóa lipid, liên quan đến các cái enzyme như là lipase thì nhằm hấp thu lipid vào trong cơ thể cũng như là tiêu hóa lipid. Thêm vào đó nữa còn một vai trò rất là quan trọng, đó là đào thải chất độc. Gan là cái cơ quan duy nhất của cơ thể tham gia vào quá trình đào thải chất độc, đặc biệt là có thể đào thải nhân hem. Và tiếp đến là sau khi mà xuống chu trình gan ruột thì nó có thể bị khử tạo thành urobilinogen và scopolaminogen. Thì hai cái chất này sẽ được hấp thụ 20% quay ngược lại trở lại gan. Ngoài ra thì sẽ được đào thải qua phân và thận thì sẽ đào thải qua nước tiểu. Vì vậy là có thể gây ra cái tình trạng là nước tiểu có màu vàng và phân thì sẽ có màu vàng nâu. Đấy, đó là một cái quá trình thoái hóa hemoglobin của chúng ta. Các bạn có thể đọc xem về trong sách. Còn bài thực tập của chúng ta hôm nay chính đó là liên quan đến định lượng bilirubin toàn phần huyết thanh. Thì như phần vừa rồi đã trình bày thì bilirubin của chúng ta sẽ được nhắc đến với hai dạng chính, đó là bilirubin trực tiếp và bilirubin gián tiếp. Tại sao gọi là trực tiếp? Ở đây là liên quan đến cái việc mà tính chất của bilirubin trực tiếp thì ở đây nghĩa là bilirubin liên hợp ấy ạ. Thì nó có thể tác dụng với lại muối diazonin. Diazo thì tạo phức hợp màu luôn. Trong khi đó bilirubin tự do hay còn gọi là bilirubin gián tiếp thì muốn tạo được phức hợp với lại muối diazo thì phải có thêm thành phần nữa là sunfat tăng. Vì vậy người ta mới gọi là bilirubin gián tiếp. Và đây cũng là cách mà để chúng ta tiến hành định lượng hai cái chất này trong huyết thanh. Và sau khi tạo được cái phức hợp màu thì chúng ta sẽ đo ở bước sóng 510 nanomet, thì ở cái mật độ quang tương ứng thì chúng ta sẽ có được nồng độ của bilirubin trực tiếp hoặc là gián tiếp. Để rõ hơn thì chúng ta sẽ tiến hành vào trong thí nghiệm, thì tôi sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên thì tiến hành thí nghiệm chúng ta sẽ có hai ống. Thứ nhất là một ống trắng, thứ hai là một ống thử. Thì ống trắng của chúng ta và ống thử sẽ, cả hai ống thì đều sẽ được thêm một thuốc thử A. Thuốc thử này tí nữa sẽ giải thích ở trong video, hoặc là tôi sẽ tí nữa sẽ hỏi các bạn. Đầu tiên là sẽ là thuốc thử A gồm cho vào một ống 20 ml, sau đó thêm vào ống trắng 100 microlit nước cất và ống thuốc thử 100 microlit huyết thanh. Chúng ta sẽ lắc đều uống 5 phút ở nhiệt độ phòng, đo mật độ quang ở mức sóng 510 nanomet thì chúng ta sẽ được A1. Tiếp tục chúng ta cho thêm thuốc thử B vào một ống 0,5 ml thuốc thử B vào ống trắng và ống thuốc thử. Lại tiếp tục lắc đều và uống 5 phút ở nhiệt độ phòng thì chúng ta đo mật độ quang ở sóng 510 nanomet thì được kết quả là A2. Vậy có sự khác nhau gì ở hai lần đo này và tại sao lại phải đo hai lần, thì mình sẽ mời một bạn giải thích cùng mình.
Lê Linh Giang, tổ 23. Mời bạn Lê Linh Giang, tổ 23. Dạ, có em ạ. Linh Giang có thể cho mình biết là tại sao chúng ta lại cần phải hai bước như thế này không? Mục đích là gì? Nói lại một chút nhé, bilirubin của chúng ta thì sẽ có hai thành phần là bilirubin trực tiếp và bilirubin gián tiếp. Vì vậy, hai bước đo là hai bước tiến hành thí nghiệm của chúng ta là mục đích để làm gì? Bạn Linh Giang có nghe rõ câu trả lời và câu hỏi không ạ? Có ạ. Các bước tiến hành thí nghiệm của chúng ta thì mình có hai bước chính, gần như là hai bước chính. Bước đầu tiên thì chúng ta sẽ thu được kết quả là A1. Bước thứ hai thì chúng ta sẽ thu được kết quả là 2. Tại sao chúng ta lại cần có những hai bước này cơ ạ? Là chúng ta không đo luôn bilirubin toàn phần trong huyết thanh. Bạn Linh Giang có nghe phần nguyên lý vừa rồi không ạ? Mời bạn Thu Hà giúp đỡ bạn Linh Giang. Nguyễn Thị Thu Hà, tổ 23. Dạ. Em có nghe phần nguyên lý lúc ban đầu không? Nguyên tắc phản ứng này. Bạn Thu Hà đâu rồi ạ? Nguyên tắc ban đầu thì... Em có thể trình bày lại nguyên tắc được không? Tổ trưởng số 25 ạ. Bạn tổ trưởng số 25 đâu rồi ạ? Tổ trưởng tổ 25 có đấy không ạ? Thôi mình sẽ giải thích luôn cho các bạn ở phần này nhé. Mình có hai phần là bilirubin trực tiếp và bilirubin gián tiếp. Thì trực tiếp thì nó có thể phản ứng được với cái thử của chúng ta luôn. Trong khi đó bilirubin gián tiếp thì phải có xung tác tăng thì nó mới phản ứng được. Vì vậy thì chúng ta sẽ có hai bước tiến hành thí nghiệm để định lượng lần lượt hai cái bilirubin này. Thì chúng ta sẽ được bilirubin toàn phần cũng như là được bilirubin trực tiếp. Tí nữa chúng ta theo dõi thí nghiệm thì chúng ta sẽ thấy dễ hiểu hơn rất là nhiều. Vì vậy là tôi cũng sẽ cho các bạn xem video luôn. Chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn thí nghiệm định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh. Trước khi đi vào thí nghiệm, tôi sẽ giới thiệu các bạn các dụng cụ hóa chất cần thiết trong thí nghiệm này. Trước tiên là thuốc thử R1 chứa sulfactant. Thuốc thử R2 có bổ sung thêm muối diazonium tạo phức hợp màu. Pipette thủy tinh, gỗ cao su, micropipette và đầu côn
để lấy tiếp cất và mẫu huyết thanh. Đồng hồ 4 giờ. Và cái thứ nhất đó là máy đo quang phổ. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn tiến hành thí nghiệm. Đầu tiên, các bạn sẽ lấy 2 lít thuốc thử R1 cho vào lần lượt ống trắng và ống thử. Sau đó các bạn lấy 100 microlit nước cất cho vào ống trắng. Và 100 microlit nước thanh. Sau khi ủ đủ 5 phút, ở bước thứ nhất với thuốc thử R1, chúng ta trừ mật độ quang ống trắng. Chúng ta đo mật độ quang ống thử được bước sóng A1. Tiếp theo, chúng ta bổ sung thêm 500 microlit thuốc thử R2 vào lần lượt vào ống trắng và ống thử. Các bạn lắp đều và bấm giờ. Ủ trong vòng 5 phút và mang đi đo. Sau khi ủ đủ 5 phút ở bước thứ 2 với thuốc thử R2, chúng ta lại tiếp tục trừ mật độ quang ống trắng. Chúng ta đo mật độ quang ống thử được bước sóng A2. Cuối cùng, tính kết quả theo công thức nồng độ bilirubin toàn phần bằng A2 trừ A1 nhân với 31,3 nhân 17,1. Đơn vị của nồng độ là micromol trên lít. Thank you.
May là này đúng là thôi mình nhanh lên mình. Các bạn vừa xem xong video thực hiện định lượng video đầu tiên toàn phần nước thanh, thì có phần gì thắc mắc các bạn sẽ để phần cuối để chúng ta cùng giải thích với nhau nhé. Thì sau đây chúng ta sẽ đến phần thứ tư là thí nghiệm về tìm muối mật và sắt tố mật trong nước tiểu. Đầu tiên mục tiêu của bài học ngày hôm nay sẽ là trình bày được nguồn gốc, vai trò của sắt tố mật, muối mật trong cơ thể, nguyên tắc tìm muối mật và sắt tố mật trong nước tiểu. Thứ hai là thí nghiệm quan sát các cái thí nghiệm tìm muối mật, kỹ thuật hay là sắc tố mật trong nước tiểu, kỹ thuật Henderson. Thứ ba là nhận xét được kết quả thí nghiệm. Thì đầu tiên bạn nào có thể cho mình biết được và thuật ngoài nữa. Để mình sẽ nhắc lại một chút lý thuyết của chúng ta về sắc tố mật. Thì đầu tiên mật của chúng ta thì sẽ gồm ba phần, ba thành phần chính. Đầu tiên là sắc tố mật, muối mật và cholesterol. Thì trong đó thành phần quan trọng nhất của chúng ta là muối mật. Muối mật của chúng ta thì sẽ là sản phẩm hóa học cuối cùng của cholesterol tại gan, sau đó là dưới tác dụng của các enzyme thì liên hợp với lại glycerin và taurin và các cái muối của với các cái ion natri và kali kết hợp lại để chúng ta tạo một cái phức hợp được gọi là tạo thành muối mật. Thì muối mật có vai trò ở đây nó sẽ là muối mật của chúng ta sẽ có vai trò nhũ tương hóa, lipid. Vai trò này sẽ là làm tăng diện tích tiếp xúc với lại enzyme lipase nhằm tiêu hóa lipid trong thức ăn và sau đó là sẽ hấp thu lipid vào trong cơ thể. Ngoài ra thì vai trò của muối mật cũng sẽ làm đào thải các cái chất độc. Vì gan có chức chức năng chính nó là thải độc cho cơ thể. Cái vai trò cái thành phần thứ hai đó là sắc tố mật. Sắc tố mật thì thành phần chính như chúng ta vừa nhắc lúc nãy đó là thành phần chính trong các sản phẩm hóa học của hemoglobin và chủ yếu là pin trực tiếp và bilirubin. Thì mật thì có màu vàng và màu vàng của pin, còn mật trong cái túi mật thì sẽ sẫm màu hơn do pin có cái sự cô đặc. Thì 80 đến 90% axit mật thì được tái hấp thu tại ruột và đưa trở lại gan. Và đó là cái vai trò của mật rất là quan trọng trong cái quá trình liên quan đến tiêu hóa thức ăn cũng như là thải độc. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về phần tìm muối mật trong nước tiểu bằng kỹ thuật hay nguyên tắc. Thì nguyên tắc của phản ứng này sẽ là muối mật sẽ làm giảm sức tăng bề mặt của nước tiểu. Và khi chúng ta rắc lưu huỳnh lên thì lưu huỳnh sẽ thăng hoa. Và khi rắc lưu huỳnh thăng hoa thì lưu huỳnh sẽ bị chìm xuống đáy. Cái tiến hành thí nghiệm này chủ yếu là chúng ta quan sát thôi. Nhưng mà mình thấy trên video này nó cũng hơi khó cho các bạn. Thì các bạn để ý một chút thì sẽ thấy là khi mà cho nước tiểu vào ống nghiệm sau đó là rắc lưu huỳnh nhẹ nhàng lên trên mặt thì chúng ta sẽ xảy ra ba hiện tượng. Thứ nhất là lưu huỳnh nổi trên bề mặt, chúng ta gõ nhẹ vào thành cốc thì lưu huỳnh cũng sẽ không chìm xuống, chứng tỏ là trong nước tiểu chúng ta sẽ không có muối mật. Thì thứ hai là nếu mà lưu huỳnh dàn mỏng sau 15 phút vẫn không rơi mà phải gõ nhẹ vào thành cốc thì trong nước tiểu của chúng ta sẽ được định là có ít muối mật. Thứ ba là lưu huỳnh dàn mỏng và chậm nhất là sau 15 phút không cần gõ mà lưu huỳnh của chúng ta sẽ dần rơi xuống đáy cốc, chứng tỏ là trong nước tiểu của chúng ta sẽ có rất là nhiều muối mật. Đây là một thí nghiệm định tính thôi. Mà bây giờ thì thực ra là người ta cũng sẽ rất là ít sử dụng trên lâm sàng. Chủ yếu là chúng ta sẽ sử dụng vào cái phương pháp định lượng nước tiểu thông qua phương pháp đo màu. Các bạn sẽ học được những bài sau. Chúng ta sẽ đi luôn sang phần thứ hai là tìm bilirubin trong nước tiểu, kỹ thuật Henderson. Sau đó chúng ta sẽ xem video. Thì nguyên tắc là chúng ta sẽ sử dụng Brady's Chlorure tạo với lại bilirubin kết tủa, thì sau đó sẽ bị oxy hóa tủa bằng sắt ba chlorure và tạo sản phẩm màu xanh ve. Cái màu này thì chúng ta sẽ quan sát được trên cái nền giấy màu trắng. Thì khi tiến hành thí nghiệm thì chúng ta sẽ dùng một ống nghiệm
lần lượt chúng ta sẽ cho vào các cái thành phần là nước tiểu này của chúng ta này, dung dịch baricarazole 2.5 ml, dung dịch amoni sulfat bão hòa 2 đến 3 giọt, và nước tiểu thì chúng ta sẽ sử dụng 5 ml. Sau đó chúng ta sẽ lọc đều, lọc lấy tủa. Sau khi lọc lấy tủa thì chúng ta sẽ dùng một giọt thuốc thử phun xe vào để kiểm tra xem là có màu hay không. Nếu mà lên màu xanh ve thì chứng tỏ trong nước tiểu của chúng ta sẽ có bilirubin. Còn nếu không thì không chuyển màu thì sẽ không có nước không có bilirubin trong nước tiểu. Sau đây mình sẽ cho các bạn xem video cái bước tiến hành hai cái thí nghiệm vừa rồi. Chào các em, tôi là bác sĩ Liên Hoa đến từ bộ môn hóa sinh. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các em thí nghiệm tìm muối mật và sắt tố mật trong nước tiểu. Mục tiêu bài học hôm nay của chúng ta gồm có 4 mục tiêu. 1. Trình bày được nguồn gốc, vai trò của sắt tố mật, muối mật trong nước tiểu, nguyên tắc tìm muối mật và sắt tố mật trong nước tiểu. 2. Sử dụng thành thạo một số dụng cụ cơ bản trong phòng thí nghiệm hóa sinh. 3. Thực hiện và nhận định được xét nghiệm muối mật bằng kỹ thuật hay và sắt tố mật trong nước tiểu bằng kỹ thuật Harrison. 4. Thể hiện thái độ nghiêm túc, chấp hành các quy định về an toàn trong phòng thí nghiệm, cẩn trọng, tỉ mỉ, chính xác và trung thực khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Về dụng cụ của chúng ta hôm nay gồm có ống nghiệm thủy tinh, pipette thủy tinh, đầu lọc, quả bóc cao su, bột lưu huỳnh thăng hoa, dung dịch BACL2 10%, dung dịch NH4 2 lần SO4, thuốc thử phu xe và nước tiểu. Thí nghiệm thứ nhất, tìm muối mật trong nước tiểu bằng kỹ thuật hay. Đầu tiên, chúng ta cho nước tiểu vào 2/3 ống nghiệm. Sau đó, rắc lưu huỳnh thăng hoa nhẹ nhàng lên bề mặt. Quan sát và giải thích thí nghiệm. Nếu lưu huỳnh nổi, vỡ nhẹ vào thành ống nghiệm cũng không chìm, thì tức là trong nước tiểu không có muối mật. Nếu lưu huỳnh dàn mỏng, sau 15 phút vẫn không rơi mà phải vỡ nhẹ vào thành ống mới chìm, thì tức là trong nước tiểu có ít muối mật. Nếu lưu huỳnh dàn mỏng, chậm nhất là 15 phút sau, không cần gõ, cũng rơi dần xuống đáy, tức là có nhiều muối mật. Thí nghiệm thứ hai, tìm sắt tố mật trong nước tiểu bằng kỹ thuật Harrison. Đầu tiên, chúng ta thêm 5 ml nước tiểu vào một ống nghiệm.
Sau đó, chúng ta thêm 2,5ml dung dịch BACL2 10% vào ống nghiệm vừa rồi. Chúng ta thêm 2 đến 3 giọt dung dịch NH4 2 lần SO4 bão hòa vào ống nghiệm. Sau đó, chúng ta lắc đều và lọc lấy tủa. Chúng ta nhỏ một giọt thuốc khử phun xe vào tủa vừa mới thu được. Sau đó các bạn quan sát và giải thích thí nghiệm. Sẽ xuất hiện màu xanh ve xung quanh thuốc khử phun xe nếu trong nước tiểu có sắc tố mật. Nếu trong nước tiểu không có sắc tố mật, tủa sẽ không đổi màu. Vừa rồi, tôi đã hướng dẫn các bạn các bước tiến hành thí nghiệm tìm muối mật và sắc tố mật trong nước tiểu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi. Các bạn vừa xem xong hai cái thí nghiệm về tìm sắc tố mật trong nước tiểu và tìm bilirubin trong nước tiểu. Thì hai cái xét nghiệm này thì thường rất là ít đặt trên lâm sàng. Chủ yếu là bài học hôm nay của chúng ta sẽ liên quan đến hoạt động enzyme AST và ALT. Hai cái enzyme này rất hay thường gặp trên lâm sàng. Chúng ta sẽ xem qua hai cái thí nghiệm vừa rồi thôi nhé. Và cuối cùng là chúng ta sẽ đến với phần kết quả. Đầu tiên thì đo hoạt động enzyme AST và ALT huyết thanh. Mục tiêu của chúng ta sẽ đánh giá được là kết quả nhân có vấn đề gì hay không. Trước tiên muốn đánh giá được thì chúng ta phải biết được giá trị tham chiếu của bệnh nhân như thế nào. Thì trên slide các bạn đang xem là giá trị tham chiếu của AST và ALT theo hệ thống của máy ROS, nhà máy hiện tại đang sử dụng tại Đại học Y Hà Nội. Thì ngưỡng tham chiếu của AST của chúng ta đối với nam giới là bình thường, ngưỡng bình thường là dưới 40 u trên lít và dưới nữ giới là 32 u trên lít. Trong khi đó ALT thì đối với nam giới là 41 u trên lít và nữ giới là 33 u trên lít. Lưu ý là các cái hoạt động enzyme này đều đo ở nhiệt độ 37 độ C. Thì cái tình trạng mà
AST và ALT là enzyme, hai cái enzyme rất là thường là hai cái enzyme vận chuyển amin trong chu trình thoái hóa axit amin. Thì thường người ta sẽ thấy cái tình trạng ALT và AST tăng cao trong các cái bệnh lý. Đây, nó phải nhìn thấy AST có thể tăng cao đến 7.800 lần trong các cái bệnh lý đường máu cơ tim, các bệnh lý mà viêm cơ tim cấp. Trong khi đó thì các bệnh lý về gan thì ALT nó sẽ tăng nhanh hơn trong đến 2.700 lần. Tại vì ALT thì có mặt trong bào tương, trong khi AST thì có liên quan đến các cái tổn thương sâu vì nó nằm ở trong cả bào tương và trong ti thể. Về ý nghĩa của đo độ AST và ALT huyết thanh, ý nghĩa lâm sàng là đánh giá hai, đây là hai enzyme mà đánh giá cái tình trạng hủy hoại tế bào gan. Khi có cái tình trạng hủy hoại tế bào gan thì AST và ALT sẽ được giải phóng ra ngoài tuần hoàn máu, thì và chúng ta sẽ đo được chứng tỏ là có cái tình trạng hủy hoại tế bào gan. Tuy nhiên thì cái độ tăng lên của AST và ALT không tương quan với mức độ tổn thương của gan, và ALT thì đặc hiệu hơn cho gan do nó chỉ có ở gan. Tuy nhiên là nó sẽ nó có ở trong mặt, có trong bào tương thì nó sẽ tăng cao và tăng sớm hơn so với AST, vì AST có trong cả ti thể và trong bào tương. Tuy nhiên thì trong có một số trường hợp ngoại lệ như là viêm gan cấp do rượu thì cái tình trạng mà tăng AST thì nó sẽ là tổn thương sâu, thì AST sẽ tăng cao hơn. Và AST thì ngoài ra thì có thể tăng trong các cái bệnh lý đường máu cơ tim, đặc biệt là đường máu cơ tim cấp thì sẽ là tăng cao sau 4 giờ và bình thường sau 3 ngày. Thì chúng ta cũng là một cái xét nghiệm có thể theo dõi được cái tình trạng đường máu cơ tim. Tuy nhiên thì đây chỉ là một xét nghiệm liên quan đến quá trình điều trị và tiên lượng của bệnh nhân mà không được sử dụng trong chẩn đoán, vì có cái những marker đặc hiệu hơn cho cơ tim, cũng như là có các cái biểu hiện lâm sàng điện tâm đồ thì nó sẽ rõ ràng hơn rất nhiều so với AST là một cái enzyme có nằm trong cả gan và tim. Để phần này thì phần này thì chị muốn nhấn mạnh cho các bạn ba cái vấn đề đấy thôi. Sau đó mình sẽ, nếu không bạn nào có ý kiến gì thì mình sẽ sang phần tiếp theo về phần thoái hóa hemoglobin. Thì đây là một lần nữa nhắc lại cho các bạn, thì quá trình mà thoái hóa hemoglobin thì hồng cầu sau khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình thì giống sẽ sau 120 ngày thì sẽ được thoái hóa thủy phân thành hem và globin. Thì quá trình thoái hóa hem thành bilirubin được thực hiện của các cái đại thực bào, các cái hệ thống liên lõm nội mô, sau đó là vận chuyển đến gan và liên hợp với acid glucuronic. Và như đã trình bày ở cái phần phía trước thì mình sẽ không nhắc lại nữa, các bạn có thể xem thêm vào trong sách. Và cuối cùng, sản phẩm cuối cùng của chúng ta quan tâm đến ngày hôm nay đó là bilirubin liên quan đến sắc tố mật và bilirubin trong nước tiểu. Nhận định kết quả thì bình thường bilirubin toàn phần bình thường sẽ có giá trị là dưới 10, nhỏ hơn hoặc bằng 17,1 micromol trên lít. Và khi cái bilirubin toàn phần tăng cao thì người ta sẽ nghĩ đến các bệnh lý như nguyên nhân cái tăng bin tự do, hay là bin tự do là bin gián tiếp, hay là bin trực tiếp là bin liên hợp. Tại sao lại nghĩ đến cái nguyên nhân này, các cái nguyên nhân của hai cái thành phần này? Vì bin toàn phần của chúng ta thì được đo tính bằng cách là lấy bin trực tiếp và gián tiếp cộng lại với nhau. Thì bin gián tiếp của chúng ta thì bình thường có cái giá trị bình thường là dưới nhỏ hơn 80% bin toàn phần. Nó sẽ xảy ra trong các cái trường hợp bệnh lý bằng da trước gan. Tại sao lại bằng da trước gan? Tức là cái quá trình mà thoái hóa hemoglobin quá nhiều thì có thể gây nên cái sự tăng bin gián tiếp này, ví dụ như các bệnh lý như là tan máu, đặc biệt là trong các bệnh lý như là tan máu bẩm sinh, hoặc là do các cơ quan do thiếu các cái enzyme như rửa sóng VD chẳng hạn, thì sẽ có các cái bệnh lý về vàng da trước gan, hay là vàng da tại gan khi không xảy ra được cái quá trình mà liên hợp được
bilirubin tự do vào các tế bào axit glucuronic tại gan thì sẽ có cái tình trạng mà tăng bilirubin gián tiếp ở trong máu thì vẫn được tính là nguyên nhân tại gan. Ngoài ra thì cái giá trị bất thường của bilirubin gián tiếp mà phải là trên 80% bilirubin trực tiếp, bilirubin toàn phần thì sẽ được tính là các cái giá trị này là bất thường. Và cái xét nghiệm thứ hai đó là bilirubin trực tiếp thì bình thường cái giá trị của nó là dưới 20% bilirubin toàn phần, tuy nhiên cái ngưỡng bất thường của nó lại là trên 50% bilirubin toàn phần. Thì các nguyên nhân gây ra cái việc tăng bilirubin trực tiếp thì do các cái bệnh lý toàn gan tại gan hay toàn gan sau gan, sau gan do tắc mật, hay là do cái tình trạng mà không đào thải được mật xuống ruột, đặc biệt là hay gặp nhất trong các cái bệnh như là sỏi mật hay là run trùi ống mật thì có gây tắc nghẽn ở đường mật và không đào thải được mật. Thêm vào đó là các cái bệnh lý liên quan đến các cái bệnh lý di truyền liên quan đến các cái enzyme trong cái quá trình mà thoái hóa hemoglobin cũng có thể làm tăng các cái bin trong máu. Và một cái trường hợp hay gặp nhất mà các bạn sau này có thể gặp trong những trường hợp khi mà gặp kể cả trong những người thân trong gia đình bạn khi mà sinh con thì có thể gặp cái tình trạng là trẻ bị vàng da. Cái hội chứng hay gặp nhất là hội chứng vàng da thì người ta sẽ phân theo theo cái quá trình mà thoái hóa hemoglobin, người ta sẽ phân ba nguyên nhân là vàng da trước gan, vàng da tại gan và vàng da sau gan. Sau đó là người ta sẽ định hướng để tìm được là nguyên nhân là do đâu. Thì thông qua các cái xét nghiệm như là bilirubin toàn phần, bilirubin gián tiếp và bilirubin trực tiếp cũng như là các cái hoạt động enzyme hay còn gọi là men gan thì chúng ta sẽ định hướng được. Như các bạn quan sát trên slide thì sẽ chúng ta sẽ có các cái chỉ số tương ứng với các cái trường hợp như là vàng da trước gan thì bilirubin toàn phần sẽ tăng, bin gián tiếp tăng, tuy nhiên thì bin trực tiếp sẽ tăng nhẹ hoặc là bình thường. Men gan thì thường sẽ không đặc biệt cho các trường hợp này tại vì nguyên nhân phải ở tại gan. Thứ hai là nước tiểu thì thường sẽ không có sắc tố mật do cái không có cái tình trạng sản sinh mật, hay là urobilinogen thì sẽ là tăng, muối mật thì bình thường, phân thì sẽ có tăng các cái sự đào thải có các cái thành phần thoái hóa hemoglobin như là scopolaminogen. Ngoài ra thì để tham gia vào quá trình chẩn đoán thì cần phải các xét nghiệm khác như xét nghiệm huyết học, hồng cầu giảm hay là hemoglobin giảm. Đó là vàng da trước gan. Các bạn có thể xem thêm về vàng da tại gan và vàng da sau gan trên bảng. Liên quan đến các cái chẩn đoán, các bạn phải cần rất là nhiều xét nghiệm cũng như là kể cả các cái triệu chứng trên lâm sàng thì chúng ta sẽ chẩn đoán được nguyên nhân là tại đâu và định hướng để đưa ra các cái xét nghiệm cần thiết cũng như là các cái xét nghiệm cần để chẩn đoán. Ví dụ như là vàng da tại gan thì chúng ta có thể còn làm thêm một các cái xét nghiệm khác như là huyết thanh chẩn đoán viêm gan virus chẳng hạn, hay là vàng da sau gan thì chúng ta cần thêm là siêu âm hay là các cái dấu hiệu như là hội chứng tắc mật trên lâm sàng. Về phần định tính sắc tố mật trong nước tiểu và tỉ muối mật trong nước tiểu thì như đã trình bày ở phần trước, hai cái xét nghiệm này thực ra là cũng rất là ít sử dụng trên lâm sàng, thì tuy nhiên là nó cũng sẽ có ý nghĩa riêng của nó. Thì bình thường sắc tố mật trong nước tiểu sẽ là âm tính, trong trường hợp sắc tố mật trong nước tiểu dương tính thì sẽ có thể hướng đến các nguyên nhân như là bilirubin trực tiếp tăng trong các bệnh lý vàng da tại gan và sau gan. Và xét nghiệm tìm muối mật trong nước tiểu bình thường kết quả cũng là âm tính. Nếu dương tính thì người ta sẽ nghĩ đến trong các cái trường hợp như là tắc mật, u đầu tụy, sỏi sỏi ống mật chủ, viêm gan hay ung thư gan. Do cái quá trình cơ hỏng u đầu tụy thì không thể bài tiết, không thể bài xuất được mật xuống ruột và tá tràng, sau đó là cơ thể sẽ tăng đào thải qua nước tiểu, vì vậy là sẽ xuất hiện muối mật trong nước tiểu. Ở đây có một case study, tuy nhiên thì các bạn là đối tượng mà đi học dự phòng thì mình cũng mong là các bạn có thể nhớ được các khoảng tham chiếu của các cái chỉ số như là AST, ALT
chúng ta sẽ đánh giá được sơ bộ cho một tình hình cá nhân như thế nào. Ví dụ như trong trường hợp của chúng ta có một bệnh cây lâm sàng trên slide, đó là một bệnh nhân nam có tiền sử HBsAg dương tính, vào viện vì vàng da, xét nghiệm viêm gan như sau. Và cái chỉ số như là AST, ALT là 150-90, chỉ số BIN T tức là total, còn BIN D là direct, tức là gián tiếp là tương ứng với là 140. Thì với một bệnh nhân như này, các bạn sẽ so sánh với cái dạng khoảng tham chiếu của bệnh nhân, của AST và ALT, và đánh giá xem là bệnh nhân có tình trạng tổn thương tế bào gan hay không. Đây đây, ok, chờ tí lên nhá. Sắp xong. Bài hôm nay của chúng ta sẽ liên quan đến những phần như thế thôi. Các bạn nhớ cho mình cái phần khoảng tham chiếu này, in này, còn phần là dưới 17 này, và sau đó là chúng ta sẽ tương ứng là tính ra theo phần trăm là pin trực tiếp bao nhiêu, pin gián tiếp bao nhiêu, như là chúng ta sẽ biết được là tham chiếu của AST và ALT là bao nhiêu, chúng ta có thể đánh giá được là tình trạng bệnh nhân như thế nào để đưa ra các cái định hướng cho bệnh nhân, biết được là các cái AST, ALT này thì có mặt ở những đâu, đặc hiệu cho những cơ quan nào, thêm vào đó là ý nghĩa lâm sàng của nó. Đấy. Bài hôm nay của chúng ta thì chỉ có thế thôi. Vì hôm nay mình bận nên là đi khá là nhanh. Có bạn nào có câu hỏi gì nữa không ạ? Tổ trưởng tổ 23 có thắc mắc gì không ạ? À, hiện tại thì tổ em chưa có thắc mắc gì cô ạ. Nếu mà có thì bọn em sẽ gửi cho bộ môn sau được không ạ? À, được. Các bạn có thể liên hệ với cô Chi hoặc là hình như là có mail của thầy Tùng đúng không? Vâng ạ, bọn em có mail của thầy Tùng gì ạ? Thì các bạn có thể liên hệ với các thầy cô qua hai email đấy nhé. Thì nếu các bạn không có thắc mắc gì nữa thì mình sẽ phép nghỉ vào ngày hôm nay tại đây nhé. Bây giờ mình cũng bận rồi. Cảm ơn các bạn. Các bạn nghỉ được rồi ạ. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Em chào cô ạ. Chào các bạn.